khóc kìa. Chim em nè. Mi con cho em bú sữa đi. Thôi cà, con leo chân bác để con leo như vậy á hả? Em mất nè. Nó có bác phá được cái chỗ này. Nè cho mấy. Trời khóc không biết đâu. Mẹ một tuổi rồi. Đó đi vô bụng. Trời con đói bụng mà mẹ hỏi con quá. Thì em vậy tì đấy em dùng cái nấm vú làm nên cái lỗ hồng này. Nếu như vậy con với mẹ con mới lại mẹ kêu không sợ chị quá không dám đi đây chị bắt rồi máu đào quá đi. Mà có nhiều người khâm phục thấy người ta cho con bú nó tuổi luôn. Ai Jessica tới giờ uống sữa. Chị này uống sữa rồi. Trình ba mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Còn có miếu mà. Trời, chim này con xé gì vậy? Nước mạnh hay sao? Cho chim mày coi nhé. Trời, chim mày bấm vô internet à? Bấm lên nó lắm.